내년에 맞아. 응. Ai? Ừ, chứ không mới nặng bụng mà nặng biết không. Phim chi, phim chi, phim chi? Của ai đóng? Quốc Trường và... À, Minh Hằng á à. Nói chung là cảnh nóng hơi nhiều. Ừ, chị nghe quảng cáo chị chưa coi. Việt Nam mà đóng như rất là bạo lắm luôn á. Nhưng mà con nít không được đi thôi. Hả? Giả đò đó. Giả đò. Giả đò đó xong rồi cái đi rủ ai đó đi xem đó. Không coi một mình đâu, coi có người chứ. Ủa là anh biết à? Hả? Anh chưa, anh biết rồi mà. Giống bay ghê, không phiền coi phim Việt Nam. Phim Việt Nam vậy không có mấy phim ma đâu. Rồi phim ma Việt Nam với phim Hà ấy được. Vui thiệt. Hay mà, sợ thiệt luôn á. Sợ thiệt. Bắt công ông Huệ vô đó ông ngủ nữa. Em ngủ rồi. Có một đội mai vô ngủ. Nằm ngủ. Có mấy cái phim cũng sợ mà. Không, phim Thái gớm quá đi. Mà không ngủ nữa, không ngủ nổi nữa. Có khi mình phải đi về. Lao đi về. Chưa biết. Có khi mình họ chặt nữa. Cái con. Hai. 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 Hai.
cách nè. Vào đi, ráng xin, giờ nồng.
sao. Francis, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.